Dòng sông Malacca yên bình và dịu dàng, chặng đường lý tưởng cho các tour du lịch tàu thuyền quanh thành phố lịch sử này. Đây cũng là tuyến đường thủy đông đúc nhất trong lịch sử Malaysia. Malacca là một cảng biển khá tấp nập. Người Trung Quốc tới, rồi người Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, rồi tới người Anh. Và giờ, tới lượt tôi tới để tìm hiểu về Malacca. Hãy chờ xem trong khám phá Malaysia cùng Martin Yan. Malacca là một di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Và mọi thứ bắt đầu ở đây. Chỉ cần 5 phút ở nơi này, bạn sẽ nhận ra từng tấc đất nơi này đều đong đầy lịch sử. À, Malacca còn có những con đường biết nói. Nhưng mà chúng đang kể những chuyện gì? Trong suốt 600 năm qua, thành phố này là điểm kết hợp giữa các đế quốc châu Âu và quá trình hiện đại hóa của châu Á. Mọi con người đặt chân đến đây ngày đó đều góp phần tạo nên một Malacca bây giờ. Con đường này được gọi là đường Giao Hòa. Tại sao? Trên cùng một con đường này, ta có một ngôi đền Hindu, Thánh đường Hồi giáo và chùa Trung Hoa. Ba tôn giáo này cùng chia sẻ một không gian. Đó không phải là Giao Hòa sao? Và mọi thứ đã như vậy suốt hàng trăm năm nay. Ngôi đền Lão Tử này được xây dựng từ năm 1673. Đây là ngôi đền Trung Quốc cổ nhất ở Malaysia. Bước qua khỏi ngôi đền Ấn giáo này chính là Thánh đường Hồi giáo. Kiến trúc này có những dấu ấn rất rõ ràng từ ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Nó đã ở đây từ năm 1748. Hơn cả một nhà hàng, nơi này là một tòa nhà lịch sử được giữ gìn nguyên trạng. Đã có một thời, đây là nơi ở của một gia tộc uy quyền và giàu có. Một số nội thất ở đây là đồ cổ thật sự. Tất cả những người yêu gà, hãy nghe cho kỹ. Khi tới Malacca, bạn sẽ được ăn cơm nắm gà. Tôi rất hân hạnh khi được gặp bếp trưởng Lai. Hôm nay, bếp trưởng Lai sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm món gà kèm cơm nắm kiểu Malacca. Đầu tiên, ta cần một nồi nước lớn, cho vào lá dứa, tiếp theo là gừng. Đập một tép tỏi cho vào nước. Ta sẽ có nước với tỏi gừng rất thơm. Sau đó ta sẽ cho cả con gà vào nồi, nấu đến cho sôi, rồi để lửa riu riu 30 phút nữa. Bước thứ hai, cho gừng băm, tỏi băm, wow, hành đỏ, rồi cho vào một nhánh lá dứa. Đảo đều tới khi dậy mùi thơm, vì đây đều là các gia vị rất tươi và đậm đà hương vị. Thêm một chút bơ hoặc margarine tạo màu cho thức ăn. Tôi cho vào đây. Bây giờ ta sẽ cho gạo vào. Hãy đảo nhiều nhất có thể, đảm bảo gạo chín đều. Đừng chậm như vậy. Đó, phải nhanh tay. Rồi xới lên, và xới lên, lại xới lên. Giờ chắc thịt gà đã chín rồi. Đem nó ra thôi. Tôi có một tô nước lạnh rất lớn ở đây. Thả gà vào tô, và cùng lúc đó ta đổ đá vào đầy tô. Lý do ta làm như vậy là để dừng quá trình chín bề mặt, giúp phần da không bị quá nhão, và khi ta chiên gà lớp da này sẽ ráo và giòn. Đó là bí quyết. Bếp trưởng Lai nói rằng bây giờ ta có nước dùng gà ở đây, nêm nếm đầy đủ và cơm đã sẵn sàng. Ta sẽ cho tất cả cơm vào đây. Sau đó, ta không nấu cơm với nước, mà là nước dùng gà này. Cứ mỗi một phần cơm đã rang rồi như vậy, ta sẽ cần dùng 1,5 phần nước gà.
Tỷ lệ của ta là 1:1.5. Ta sẽ nấu nó bằng nồi cơm. Khi mà thịt gà đã nguội rồi, ta vớt nó ra. Và rồi sau đó, ta sẽ cắt gà thành nhiều miếng nhỏ. Và làm sao để nấm cơm? Ta cho một chút dầu vào đây và dùng cơm đã chín để nặn thành một quả cầu như thế này. Đây, đây là món cơm nắm thịt gà luộc nổi tiếng Malacca. Tôi rất vui sướng và vinh dự được gặp mặt bà của bếp trưởng Lai, tiến sĩ Lai. Cách ăn món này là ta sẽ chấm với một chút tương ớt, cho vào miệng. Phần da gà rất giòn và không hề bị nhão vì đã được nhúng vào nước lạnh. Và dù thịt gà mềm nhưng da vẫn rất giòn. Tuyệt lắm. Theo truyền thống, phần cơm nắm này được làm thủ công. Nhưng ngày nay, với một nhà hàng nổi tiếng và đông khách như vậy, chúng được làm bằng máy và ta sẽ có được hàng ngàn viên trong rất ít thời gian. Tôi sẽ thử một viên nhé. Cứ lấy viên cơm này, chấm với một ít tương ớt. Ngon tuyệt hảo. Ta sẽ ăn kèm cơm nắm với gà, nên mới gọi là cơm nắm gà. Dòng sông Malacca đã từng được gọi là sông Venice của châu Á bởi những thương nhân châu Âu. Nếu như ta quay lại thế kỷ 14, thì sẽ thấy lúc đó sông Malacca là một thương cảng rất nổi tiếng. Đây là nơi mà Đông và Tây gặp nhau, và đây chính là địa điểm chúng tôi trao đổi gia vị. Anh biết về trái cam hương không? Tất nhiên rồi. Mọi nguyên liệu xuất phát từ đây. Đó là cả một cuộc chiến gia vị. Vì nếu muốn mua bán trên sông Malacca, cần cạnh tranh rất nhiều. Ta có nhục đậu khấu, đinh hương, và có cả tiêu đen, và nhiều thứ khác mà người Trung Quốc và người châu Âu mang tới để trao đổi. Người Trung Quốc đến với các nguyên liệu và bí quyết, người châu Âu thì là các kỹ thuật. Vì vậy cảng sông này thật sự là một thương cảng quan trọng. Tôi xin cảm ơn anh Nazari vì đã chia sẻ với chúng tôi câu chuyện rất tuyệt vời về một thời quá khứ của Malacca. Dọc theo dòng sông lịch sử này, bạn sẽ nhìn thấy một khách sạn có tên là 906. Và nơi này cũng là điểm đến tiếp theo của chuyến hành trình ẩm thực của chúng ta cùng anh bạn của tôi, Datutan. Với ẩm thực, dòng sông Malacca có ý nghĩa và giá trị hoài niệm vô cùng to lớn đối với rất nhiều người. Các nguyên liệu đa dạng của châu Á đã ảnh hưởng không nhỏ tới ẩm thực châu Âu thông qua việc giao thương vào thời cổ đại. Tôi rất vui được giới thiệu bếp trưởng Billy Show. Chào anh khỏe không? Tôi khỏe. Rất tốt. Chào mừng anh tới Malacca. Tôi rất thích nơi này. Với bề dày lịch sử, hôm nay anh định làm món gì? Thịt gà kiểu nhon da. Thịt gà kiểu nhon da. Bước đầu tiên là rút xương đùi gà. Bây giờ nó chỉ còn thịt. Và tiếp theo là sao? Xẻ cái đùi gà ra. Sau đó ta sẽ ướp nó. Một cái đùi cần bao nhiêu gia vị? Một muỗng cùng với một chút muối và tiêu để cho gà thấm. Vậy mất bao lâu? Khoảng 2 giờ hoặc lâu hơn. Tôi hiểu rồi. Nếu có thời gian, cứ để hơn 2 tiếng. Rồi cho vào một muỗng dầu. Ôi, thơm quá. Mới chỉ một chút mà đã nghe mùi thơm. Nhờ các hương liệu kết hợp, Billy đã hỏi tôi nguyên do nào đưa tôi đến Malacca. Và tôi sẽ nói thật, đó là định mệnh. Tôi bị kẹt lại vì chuyến bay bị hủy. Nhưng việc đó đã giúp tôi được nấu ăn cùng Billy. Nguồn cơn câu chuyện là như vậy. Ồ, thơm thật. Nhìn cũng đẹp nữa. Nhìn màu vàng nâu đó kìa. Khi gà đã chín, ta sẽ bày ra, đẹp chưa? Để ở đây nha. Rồi tới miếng này. Wow. Hãy để nó kế bên đây. Ok. Bếp trưởng, anh xử lý phần sốt còn như thế nào? Ta có thể xào lại trong chảo. Rồi sau nữa? Sau 15-20 phút, ta cho một ít tiêu và đường vào. Tiêu và đường, nó sẽ thành nước chấm hả? Phải. Để nó lên đây, rất đẹp mắt. Và ta có món gà nhon da kiểu Malacca. Dùng kèm, ta có xà lách bắp cải, bắp và khoai tây. Đây đều là những món được bắt đầu từ phương Tây và du nhập vào. Đây là điểm đặc trưng của Malacca. Sự kết hợp giữa Đông và Tây biến nơi này thành thành phố nhộn nhịp và phát triển nhanh nhất châu Á. Ở đây cùng chúng ta dùng bữa bên con sông này là bạn của tôi, Tawut Tan. Tôi nghe nói anh là người hâm mộ của tôi. Đúng vậy. Anh đã xem chương trình của tôi 30 năm. Tôi rất vinh dự được dùng bữa với một fan hâm mộ và một bếp trưởng tại đây. Nào, bắt đầu ăn thôi. Ngon quá.
rất mềm và mọng nước. Và ngoài ra, các gia vị như bùng nổ bên trong vậy. Cảm ơn đã giúp đỡ tôi có một bữa ăn ngon lành bên dòng sông lịch sử này. Xin chào. Xin chào. Ngon quá. Đây thực sự là hương vị của lịch sử, trong thành phố lịch sử Malacca. Và đây, ta sẽ được nghe giới thiệu các hương vị khác từ một người bạn của tôi, Julie. Nhà máy bánh của Julie chế biến ra những món ăn hoàn hảo. Sự nghiệp của Julie được bắt đầu ở Alubacha, Malacca từ năm 1981. Sau nhiều năm quảng bá đầy bứt phá và mở rộng phân phối, bánh Julie đã trở thành một cái tên quen thuộc với người dân cả nước ngày nay. Martin, chuỗi dây chuyền tự động này hấp dẫn quá. Chuỗi dây chuyền này đã được chạy 35 năm từ ngày đầu tiên rồi. Tôi có thể thấy là từng cái bánh đều vô cùng hoàn hảo. Nghĩa là các anh đã phải rất chú trọng kiểm soát chất lượng. Đúng vậy, chúng tôi rất quan tâm chất lượng sản phẩm làm ra để đảm bảo những gì tuyệt vời nhất cho khách hàng. Với các nguyên liệu tốt nhất, chắc chắn rồi, chúng tôi chọn những gì hoàn hảo và đưa vào sản phẩm có lợi cho sức khỏe mọi người. Đây là tôi tò mò thôi. Mỗi dây chuyền như vậy sản xuất ra bao nhiêu cái bánh một ngày? Tôi ước chừng phải hơn 8 triệu cái mỗi ngày. Wow! Tôi đang ở trong bếp của Julie và rất phấn khích. Tôi luôn luôn nói là nếu Jan làm được, Martin làm được, bạn cũng làm được. Bây giờ ta sẽ nấu gì? Ta sẽ có trái cây ăn kèm với bánh quy, bánh quy nướng bơ. Hay lắm. Tôi sẽ cắt cùng một lúc. Xem đây. Và đây là sốt caramel. Rưới nó lên và cắt thêm đậu phộng giả nhuyễn lên trên, đúng không? Đúng, nhìn rất tinh tế. Hôm nay tôi cũng sẽ giới thiệu món pizza gulit. Đây là một cái bánh rất đặc biệt, được gọi là gulit, là bánh bơ giòn. Ta sẽ cho lên đây một ít sốt gà. Được rồi, ta đang sử dụng mọi nguyên liệu cho pizza. Ta có sốt cà chua, phô mai, nấm hương và cả thơm, cả thịt nguội gà. Đây là món pizza đặc biệt từ Julie. Bây giờ việc ta cần làm chỉ là nướng lên thôi. Cho nó vào đó và nướng trong một thời gian. Khi nướng xong, ta sẽ lấy nó ra và có được món pizza hoành tráng của Martin và Martin. Martin, mùi thơm vậy chắc món pizza của chúng ta sẵn sàng rồi. Anh thấy sao? Tôi cũng thấy vậy. Ta quay lại kiểm tra thôi. Ồ, đẹp quá. Nhìn kìa, vô cùng độc đáo. Vì vậy, đây mới gọi là pizza đặc biệt của Julie. Trong lúc ăn cái này, tôi sẽ giới thiệu với anh một món tôi thích. Đây là rồng của Julie. Một con rồng dễ thương. Và ta làm như vậy. Ta sẽ xếp bánh vào xen kẽ chuối như thế này. Và dùng kèm sô-cô-la. Wow, một chút nữa để làm điểm nhấn. Món này rất dễ làm. Sau đó, ta cho một chút cái này lên trên và ta có thể tạo ra cực kỳ nhiều thứ với bánh quy của Julie. Nhìn đẹp mắt quá. Rồng của Julie, ta đã sáng chế ra. Tôi nghĩ mình nên giới thiệu món này không chỉ với các nước lân cận mà là phổ biến nó rộng rãi ra hàng trăm đất nước trên thế giới. Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. Có một loại sa tế bạn chỉ có thể tìm thấy ở Malacca thôi. Đó là sa tế chalup. Sa tế là gia vị rất nổi tiếng với các quốc gia châu Á. Nhưng không ở đâu có sa tế như thế này. Hãy hình dung nó như sự kết hợp giữa lẩu Trung Hoa và sốt phô mai, chấm với nhiều loại thịt, rau củ và các xiên que đa dạng khác nhau. Và bạn sẽ hiểu được khái niệm đó ngay. Đây hoàn toàn là tự phục vụ buffet. Buffet lẩu sa tế. Bạn có thể kết hợp tùy thích và thỏa chí sáng tạo. Bạn thấy thích và ưng món nào, cứ thoải mái lựa chọn và chuyển qua bàn ăn. Tôi rất vinh dự được gặp mặt với anh Liêm tại nhà hàng lẩu sa tế, hay còn gọi là sa tế chalup. Thật sự rất đặc biệt. Tôi sẽ nếm thử sốt xem vì sao chỗ này nổi tiếng như vậy. Tôi có thể nếm được vị sả và riêng cùng với bột cà ri, hành tím và tỏi, như tạo ra một cuộc bùng nổ hương vị khi ăn. Anh Lim, anh bắt đầu kinh doanh thế này từ lúc nào? Năm 1960. 1960. Và nó bắt đầu ra sao? Gia đình của tôi có một cô giúp việc.
nấu sa tế rất ngon và chỉ cho tôi cách làm món sa tế Trung Hoa. Cảm hứng món này tới từ đó mà ra. Bạn có biết không, nếu như bạn tham quan nhiều khu vực khác tại Malaysia, bạn sẽ thấy nhiều món nướng sa tế. Nhưng ba của anh ấy đã gợi ý đặt món này lên bếp trong đồi lẩu và món này ra đời. Nhưng bí mật là nằm trong loại sốt đặc biệt này. Nếu nước chấm không ngon là hỏng hết. Người Bồ Đào Nha xuất hiện ở Malacca tầm năm 1517 và trong thời gian hàng trăm năm tiếp theo, họ đã đô hộ vùng đất này. Chính vì vậy, ảnh hưởng Bồ Đào Nha là vô cùng lớn. Hôm nay tôi được mời đến đây thưởng thức một trong những món truyền thống chịu ảnh hưởng của Bồ Đào Nha và cũng như sự sáng tạo của hai chàng trai này. Tôi thử cá trước nhé, tôi rất thích cá. Tôi rất thích sự cân bằng về gia vị ở đây. Tôi có thể cảm nhận hương vị của 5-6 loại thảo mộc trong đó, nhưng mà nó không quá cay hoặc quá gắt. Sau đó còn thêm vào ớt tươi và hành sắc để tạo ra độ sâu cho món ăn. Cua và đường thốt nốt, đúng không? Hãy nhìn xem, lộng lẫy chưa? Đường thốt nốt có một vị ngọt đặc trưng và hương vị rất riêng, chứ không chỉ vị ngọt. Đặc biệt khi bạn xào nó trên chảo nóng với ít nước và lá dứa thì mùi càng thơm. Tôi nghĩ cả 5 món ở đây đều tuyệt vời. Hôm nay chúng ta đã trải nghiệm rất sáng tạo nhưng lại sử dụng các nguyên liệu địa phương. Đây là con phố đi bộ nổi tiếng thế giới. Tôi tự tin nói như vậy là vì nơi này đã được công nhận bởi UNESCO là một di sản văn hóa thế giới. Cái tên Jonker có lẽ xuất phát từ tiếng Hà Lan, có nghĩa là người giúp việc. Đây từng là nơi tất cả những người giúp việc tới để mua sắm các thứ cần thiết trong nhà. Và nhiều cửa hàng ở đây có tuổi thọ hàng trăm năm, khiến cho nơi này trở thành một bảo tàng sống. Ở khắp mọi nơi, ta đều nhìn thấy được những dấu ấn lịch sử. Ở nơi này, nói tới hiện đại cũng là quay lại tầm 3 thế hệ rồi. Rất nhiều thứ ở đây đã được làm thủ công và vẫn như vậy qua nhiều thế hệ. Hãy nhìn những công cụ cổ này. Ông Chương đã làm việc này suốt 75 năm. Nơi này như một cỗ máy thời gian, chỉ khác là bạn không cần cỗ máy thời gian vẫn tới được quá khứ. Nghề này sắp thất truyền rồi, vì hầu như không còn ai làm nữa. Những người trẻ nghĩ nó quá nhàm chán và mất thời gian. Ông Chương bây giờ đã 88 tuổi rồi. Ông là người duy nhất tại Malaysia, mà có thể là cả châu Á, ở độ tuổi này mà vẫn tiếp tục làm nghề mộc bằng tay. Đây là truyền thống. Đây là di sản. Và đây là vật chứa đựng kỷ niệm khó phai về một quý ông tôi vô cùng ngưỡng mộ. Chú khỏe không chú Sương? Tôi khỏe. Tôi nghe mọi người khác giới thiệu rằng chỗ của chú là cửa hàng tạp hóa lâu đời nhất ở đây. Cậu có thể nói vậy. Ông Sương cho tôi biết cửa hàng của họ ở đây đã 75 năm rồi. Nơi này bắt đầu từ ba của ông rất nhiều năm trước và được thế hệ thứ hai là ông đón nhận. Chú nói tôi biết mình bao nhiêu tuổi được không? 85 tuổi. 85 tuổi. Ông vẫn muốn giữ gìn chỗ này vì ông yêu thích làm việc. Và đúng là bạn sẽ khỏe mạnh hơn nếu bạn chịu năng động. Và cũng là vì lịch sử, họ đã ở đây rất lâu và không ai muốn để mất đi họ. Phải bảo vệ truyền thống, bảo vệ các di tích và không được để lịch sử trôi đi. Một trong những đặc trưng của khu phố này là đây, thiên đường ẩm thực. Dù bạn đang ở đâu, ta cũng có thể tìm thấy một nhà hàng, quán cà phê hay quầy hàng thức ăn. Đây gọi là bánh mì Hải Nam. Một ổ to đùng như thế này. Ông Wong đã bán loại bánh mì này suốt 50 năm rồi. Đây. Đây đúng là gợi nhắc về lịch sử. Mọi thứ đều xoay quanh việc bảo toàn truyền thống và các giá trị bền vững. Đã chế biến 50 năm, vẫn cùng một hương vị thôi. Đây là bánh sầu riêng. Tôi sẽ cắn thử coi bên trong có gì. Là sốt chảy ra tay tôi rồi nè. Bạn đã thử loại bánh này chưa? Nếu chưa thì thử đi vì nó rất ngon. Cứ thử vì ngon không tưởng. Xin chào, thử bánh sầu riêng nhé. Nó thật sự rất ngon. Cắn.
Số sầu riêng sẽ chảy ra và hương vị của nó như tuôn trào bên trong, bên ngoài, cả hai bên. Rất ngon có đúng không? Đúng vậy. Mà không chỉ ngon, nó là cực kỳ ngon, vô cùng ngon. Rất ngon, rất ngon. Vào ban ngày, phố đi bộ là thiên đường mua sắm. Nhưng khi mặt trời xuống, nó là một trong các khu ăn uống ngoài trời lớn nhất thế giới. Một ringgit được ba có phải không? Cho tôi thử cái này. Tôi muốn thử trước khi mua để đảm bảo nó ngon. Không ngon đâu, mà là cực kỳ ngon. Tôi mua. Tôi rất thích món này. Nó ngon và mềm, và phần sốt cà ri rất đậm đà và đúng ý của tôi. Đây là sò tươi và cá đuối tươi. Mọi thứ đều tươi. Có vẻ rất ngon, tuyệt lắm. Anh lựa món rất khéo đó. Cá tươi, anh có thích nó không? Ngon lắm, đúng không? Vậy trả gấp đôi đi, tính giá gấp đôi đi. Ta đã đi, đã nhìn, đã mua, đã ngửi, đã ăn. Và bây giờ, ta sẽ hát. Đây là đoàn diễn Tiểu Châu ở tại phố đi bộ. Hãy xem những người bạn này và cùng tham gia nhảy múa hát hò. Còn có thể làm gì được chứ? Nhập bọn thôi. Malacca quả đúng là một biểu tượng về lịch sử của Malaysia. Bạn nên viếng thăm vùng đất này, tận hưởng nó, cảm nhận nó và nếm trải hương vị của cả một bề dày lịch sử tại đây. Hãy đi cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình của khám phá Malaysia cùng Martin Yan.